nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh như lộ diệt như điện ưng tá như thị quán kinh kim cang giảng ký tập 75 người giảng lão pháp sư tình không bạn nhất định phải biết mê không phải là thật ở trong tự tánh vốn dĩ không có mê hiện tại cũng không có mê tương lai vĩnh viễn cũng không mê bạn nên hiểu rõ cái sự thật này ở trên đây xây dựng kính tâm thì có khả năng khai ngộ đến khi nào khai ngộ vậy Mê ngộ là một Mê ngộ không hai Là như phần trước nói Nói và không nói là một Không phải hai Mê cùng giác ngộ là một Không phải hai Là khai ngộ rồi Đây mê là mê Giác ngộ là giác ngộ Hai sự việc là bạn đang mê Bạn chưa có ngộ trong miệng tuy nói giác ngộ mà trong tâm vẫn còn mê hoặc điên đảo chưa có ngộ cho nên chư phật bồ tát thiện tri thức giúp đỡ chúng ta họ có phương tiện thiện xảo giúp chúng ta tự mình minh tâm kiến tánh Phương pháp rất nhiều Cho nên tám dạng bốn ngàn pháp môn Một khi khế cơ là thành công rồi Đều khiến hồi quang phản chiếu Tất cả mọi pháp môn Tóm lại không ngoài cái nguyên tắc này Bảo bạn quay đầu Bảo bạn phản chiếu Bồ Tát Quan Thế Âm Ở trong hội Lăng Nghiêm Bạn thấy Ngài nói ra phương pháp dụng công của bản thân Ngài Ngài là dụng công như thế nào? Ngài là kiến tánh như thế nào? Ngài dùng nhĩ căn Phản văn văn tự tánh Tánh thành vô thượng đạo Người dùng phương pháp này Ở đây nói phản chiếu Ở Bồ Tát quan âm chính là phản văn Nói tóm lại Khi sáu cần tiếp xúc cảnh giới bên ngoài Phải biết hồi quan phản chiếu Để vừa phản chiếu liền kiến tánh ngay nếu như dính theo tướng cảnh giới bên ngoài đó là chấp tướng rồi như thế hiện nay vấn đề xuất hiện rồi cách phản như thế nào vậy bồ tát quan âm sáu căn nghe âm thanh bên ngoài làm sao có thể từ âm thanh bên ngoài nghe ngược trở lại mắt chúng ta nhìn thấy sắc tướng bên ngoài làm sao có thể từ sắc tướng quay ngược trở lại vậy các vị cần hiểu rõ nghĩa chân thật ở trong cái chữ này không phải chữ phản này gọi phản là đổi một cái quan niệm là cái ý này bạn thấy phần trước chẳng phải đã có rồi sao Đều nói cái cương lĩnh tu hành này Yếu lĩnh của tu hành Ở tác quán Quán là quan niệm Đem quan niệm chuyển trở lại Thế thì ta không biết chuyển Kinh Kim Cang học rồi vẫn không biết chuyển Cho nên trong Kinh Kim Cang Bất kỳ bốn câu nào Một câu Kinh văn Nếu như bạn có thể thọ trì Để có thể kiến tánh Lời này là sự thật Một chút cũng không giả Giống như chúng ta chỗ này học Như Lai nói 32 tướng Tức chẳng phải tướng Ấy gọi là 32 tướng chúng ta đối với cái thân tướng này lập tức liền chuyển ngay đây gọi là phản quán phạm phu đối với cái thân này xem rất trọng thần thánh không được phép xâm phạm chấp trước kiên cố đây là vọng tưởng của phạm phu là quan niệm sai lầm xoay trở lại 32 tướng tức chẳng phải 32 tướng ấy gọi là 32 tướng Bạn thấy phân biệt chấp trước Thế đều phá sạch rồi Đây gọi là phản Phản chiếu cách phản là như vậy Nếu như ở trong tâm bạn Niệm niệm vẫn thèm muốn vàng bạc Ngân phiếu, châu báu hàng ngày nghĩ đến những thứ này Trong Kinh Kim Cang nói Phạm cái gì có hình tướng đều là hư vọng Thì cái tâm tham đó lập tức liền tiêu hết đây gọi là phản trong kinh kim cang bất kỳ một câu kinh văn nào cũng có thể giúp bạn hồi quan phản chiếu phản cách phản là như vậy bồ tát quan thế âm phản văn văn tự tánh chính là cái cách phản này ngài có thể đem quan niệm sai lầm lập tức liền có thể xoay trở lại quay về quan niệm đúng đắn đây gọi là phản danh đây là nguyên lý nguyên tắc dụng công của phật pháp đại thừa ở trong tâm môn gọi là không sợ niệm khởi chỉ sợ giác chậm Sẽ gọi là giác gì quan niệm quay trở lại chính là giác giác cùng phản chiếu mà chỗ này nói là cùng một ý nghĩa. Cái ý nghĩ đó phải chuyển thật nhanh. Không chuyển thì chạy theo phiền não rồi. Vừa chuyển trở lại, phiền não liền không còn. Tâm liền thanh tịnh ngay. Bất trước nhất thiết tướng, nhi tự kiến bản tánh nhĩ Vừa quay đầu Liền kiến tánh Ba mươi hai tướng Tức chẳng phải là tướng Là tánh Chân như bổn tánh Tướng phần Mà chân như bổn tánh hiện Cái tướng phần này là Huyển tướng sát đa sanh diệt Đương xứ xuất sanh đương xứ diệt tận Hoàn toàn không thể được Là cái tướng như vậy Đây gọi là 32 tướng Tuy cái sở hiện này là huyễn tướng Là cái tướng liên tục Không phải không có tác dụng Nó có tác dụng Tác dụng gì vậy? Chúng ta ngày nay vẫn chưa có kiến tánh Tác dụng là dùng cái tướng này để kiến tánh Người đã kiến tánh chư Phật Bồ Tát thị hiện ở thế gian. Họ cái tác dụng đó là gì vậy? Là để, để giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Tuyệt đối không có mình. Nếu như vẫn còn mình, họ bốn tướng chưa phá. Các gì phải biết, nếu như vẫn còn mình, tự độ độ tha, còn có cái tự ở trong đó, còn có cái tha ở trong đó. Bạn thấy tự là tướng ngã Tha là tướng nhân Bạn đã biết Bồ Tát như vậy Thì chẳng phải Bồ Tát của nhất chân Pháp giới Hay nói cách khác Tức chẳng phải Bồ Tát sơ trụ viên giáo Tức chẳng phải Bồ Tát sơ địa biệt giáo Thế họ là Bồ Tát gì vậy? Là Bồ Tát quả vị thập tính viên giáo ở biệt giáo thì sao bồ tát quả vị tam hiền họ là loại bồ tát này là bồ tát chưa phá bốn tướng hay nói cách khác tôi ở phần trước đã giảng qua với mọi người rồi họ là bồ tát của mười pháp giới họ không phải bồ tát của nhất chân pháp giới tiêu chuẩn của kinh kim cang là nhất chân pháp giới không phải mười pháp giới cho nên phần trước nói Tức chẳng phải Bồ Tát là không phải Bồ Tát của nhất chân Pháp giới Nhưng mà có thể nói họ là Bồ Tát của mười Pháp giới Mười Pháp giới bốn tướng chưa đoạn, chưa phá Bốn tướng nếu phá rồi thì mười Pháp giới không còn Cái mà Ngài diễn Gia nói Sau khi giác rồi không không cả Đại Thiên Giác tức là bốn tướng đã phá rồi Vì thế từ đó cho thấy nếu bạn chấp tất cả tướng là bạn không thể kiến tánh. Chấp tướng tu hành, tu tốt đi nữa cũng là bồ tát của mười pháp giới. Không phải nhất chân pháp giới. Ở chỗ này các vị phải biết, giảng sanh thế giới Tây phương cực lạc là bồ tát nhất chân pháp giới họ chưa có đoạn phiền não bốn tướng bốn kiến đều chưa có đoạn họ niệm a di đà phật thành tâm thành ý niệm lâm chung a di đà phật đến tiếp dẫn kéo họ lên rồi nhưng mà đến thế giới tây phương cực lạc rồi họ bốn tướng bốn kiến lập tức liền phá sạch đây là oai thần bổn nguyện của a di đà phật gia trì cho nên bất khả thương nghị đây là điều chúng ta nhất định phải biết cho nên thế giới tây phương cực lạc vô cùng đặc thù mười phương tất cả cõi nước chư phật đều không thể so sánh với nó được đó là cái thế giới đặc biệt có thể đới nghiệp giảng sanh Tất cả cõi nước chư Phật Tất cả pháp môn khác Không có đới nghiệp Nhất định phải không chấp tất cả tướng mới được Tự tánh chúng sanh đồng thể với Phật Đó gọi là nhất chân pháp giới vậy Một câu sau cùng này nói rõ ràng hơn Minh bạch hơn tự tánh của chúng ta cùng với tự tánh của phật là một cái tự tánh không phải hai cái tự tánh cái sự việc này cũng rất khó hiểu thế tôn ở trong kinh lăng nghiêm có cái thí dụ cái thí dụ đó rất hay Ngài đem tự tánh Thí dụ cho biệt lớn Đem mỗi người chúng ta Thí dụ cho bọt nước nổi lên Ở trong biển lớn này Bọt nước khác nhau Rất nhiều bọt nước nhỏ Đều không giống nhau Bọt nước nương vào cái gì mà có gì Nương vào biển lớn mà có Cái bạn nương vào cái tự tánh đó là một cái gì gọi là minh tâm kiến tánh vậy bọt nước tan rồi tan rồi thì không có gì khác biệt so với biển lớn khi nào cái bọt nước này vừa phá liền minh tâm kiến tánh liền chứng được như lai khi chưa phá chấp trước kiên cố thì cái bọt nước này là mình cái bọt nước kia là người khác không biết được là đồng một thể Cho nên ở trong đây Sanh phân biệt, sanh chấp trước Dẫn đến biết bao nhiêu chuyện hiểu lầm Đấu tranh tàn sát Tạo Vô lượng vô biên tội nghiệp Oan trái Chúng ta thấy thí dụ của Phật Suy nghĩ thấy rất thú vị không biết là một thể cho nên bồ tát phổ hiền tu hành cái phương pháp đó không giống như những bồ tát khác những bồ tát khác vừa mới nói rồi tự độ độ tha tôi nói rồi tự độ độ tha bạn cần phải biết bốn tướng đầy đủ bồ tát mười pháp giới bồ tát phổ hiền là bồ tát của nhất chân pháp giới không phải bồ tát của mười pháp giới cho nên bồ tát phổ hiền tu hành khác nhau ngày tu hành đến cuối cùng quy nạp thành mười cương lĩnh lớn chính là mười đại nguyện dương lễ kính chư Phật Chư Phật là chỉ ai vậy? Phật quá khứ Phật hiện tại Phật vị lai Đây là chư Phật Chư Phật ba đời Phật quá khứ Thế Tôn đã từng nói ở trên kinh Chúng ta biết một số Phật hiện tại. A Di Đà Phật thế giới Tây phương cực lạc là Phật hiện tại, chưa có nhập niết bàn. Dược sư Như Lai thế giới Lưu Ly, Đông phương cũng là Phật hiện tại. Chưa có nhập diệt. Chúng ta cũng biết mấy vị. Vị Lai Phật là ai? mỗi một chúng sanh đều là Phật vị lai. Nếu bạn coi thường đối với người này, vậy là bạn coi thường Phật. Bạn cái lễ kính chư Phật này, bạn làm sao tu đây? Tất cả chúng sanh đều là Phật vị lai. Mỗi kiến đều là Phật vị lai. mỗi đến chích bạn bằng đập chết là đập chết một vị phật rồi, bằng đâu thể gọi là lễ kính chư phật được chứ? cho nên hạnh phổ hiền khó tu, phải dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng mới được. so với vị bồ tát từ đầu độ tha đó, cái bồ tát đó dị tu. hạnh phổ hiền khó tu cho nên nói lời thành thật kinh hoa nghiêm có thể giảng cho vui chứ làm không được quyết định làm không được phải thật sự bình đẳng thật sự thanh tịnh không những là tất cả mọi chúng sanh hữu tình là phật mà chúng sanh vô tình cũng là phật trong kinh này nói rất rõ ràng rất minh bạch vì chúng ta nêu thí dụ nói thiện tri thức bàn thiện tri thức ghế thiện tri thức chân đèn thiện tri thức lư hương đó là chúng sanh vô tình tình giữ vô tình đồng viên chủng trí chúng sanh hữu tình gọi là phật tánh chúng sanh vô tình gọi là pháp tánh phật tánh cùng pháp tánh là một tánh chính là tự tánh cho nên phật tánh ở chúng sanh hữu tình Bèn lập cho nó một cái tên gọi là Phật Tánh Ở tất cả vô tình Chính là thực vật khoáng vật liền gọi nó là Pháp Tánh Nhưng là cùng một tánh Đã là một tánh Thì đều là Phật Đây đều là Phật dị lai Chúng ta đối với bạn Phải cung kính Đối với cái ghế phải cung kính Cái cung kính đó không phải bảo bạn nhìn thấy nó Thì cúi đầu rảnh lễ với nó Thế là biến thành thần kinh đã có vấn đề rồi Cái cung kính này chính là để ngay ngắn Chùi sạch sẽ Vì là có cung kính đối với nó Đây là lễ kính Cho nên phổ hiền cái lễ kính đó Thật sự là tấm gương đẹp nhất của trời người kinh sách phải lễ kính đối với nó khi mở ra xem xem một cách đường hoàng xem một cách đoan chánh xem xong rồi xếp đó lại đặt lên giá sách đặt vào tủ sách vậy là cung kính đối với nó nếu như để tùy tiện lung tung trong sách viết chữ hiện nay sách này là sách phổ thông số lượng in rất nhiều bạn có thể viết ở trên đó nhưng mà viết rất ngoẹt ngoạt rất hỗn loạn là không cung kính phải viết cho thật chỉnh tề viết cho thật ngay ngắn là cung kính không đơn giản không dễ dàng vì sao vậy bởi vì tình và vô tình cùng một thể là cùng một thể với tất cả chư phật mười phương một thể này gọi là nhất chân pháp giới Phật dùng đủ thứ phương tiện thiện xảo Giúp chúng ta chứng được tự tánh Chứng được tự tánh chính là khế nhập nhất chân Pháp giới Là trong Kinh Hoa Nghiêm nói Nhập vào cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn Nhược năng tự kiến bản tánh Tiện thị đắc kiến như lai Như lai chính là tự tánh phật trong bụng kinh đặc biệt đem định nghĩa của như lai nói ra cho chúng ta biết như lai dạ chư pháp như ý bốn chữ này giải thích quá tuyệt diệu rồi quá hoàn mỹ rồi chứ pháp là tất cả pháp tình cùng vô tình chúng ta ngày nay nói động vật thực vật khoáng vật và thậm chí là hư không tất cả hiện tượng tự nhiên đây đều là pháp tất cả pháp như ý như là gì vậy như chính là tự tánh tướng như kỳ tánh Tánh như kỳ tướng Đây gọi là như ý Tánh giống như tướng Tướng giống như tánh Cổ nhân giải thích câu này Sợ người ta không hiểu Nên dùng thí dụ khác Thí dụ vàng dùng vàng làm đồ trang sức. Mọi trang sức đều là vàng, chúng ta dùng vàng làm ra rất nhiều đồ trang sức. Những đồ này làm ra hình dạng thấy đều khác nhau, muôn ngàn loại, thử xem thể của nó đều là vàng. Bản chất đều giống nhau. Vàng chính là đồ trang sức. Đồ trang sức chính là vàng. Ý nghĩa của chữ như đó chính là như vậy. Hóa ra tướng chính là tánh Tánh chính là tướng Tánh tướng không hai Đây gọi là chư pháp như ý Nói thật ra Thế Tôn 49 năm vì chúng ta nói tất cả kinh Nói tất cả pháp môn Là nói ra những gì vậy Chính là nói như ý Cho nên kinh vừa khởi đầu là Như thị ngã danh Bằng thử nghĩ cái đạo vị của chữ như thị đó, như thị chính là chư pháp như ý. Cho nên Phật nói gì với chúng ta như vậy, không có nói gì khác, chính là nói với chúng ta tướng chính là tánh, tánh chính là tướng, tánh tướng không hai, tánh tướng nhất như ngàn kinh dạng luận. Chỉ nói mỗi một sự việc này, ngoài cái sự việc này ra, bằng thử xem là thật kỹ. Thích Ni Phật quả thật Không có nói diện thứ hai Cho nên Kinh Phật nói điều gì vậy Hai chữ mở đầu đã nói rõ ràng Phía sau bất luận nói bao nhiêu đi nữa Cũng là giải thích hai chữ như thị mà thôi Tại vì sao có nhiều như vậy Mới không nhiều Cái mà Phật nói chẳng qua là một giọt nước Trong việc lớn mà thôi nếu nói tỉ mỉ thì sao Vĩnh viễn nói không xong Vĩnh viễn nói không hết Chính là hai chữ như thị Vĩnh viễn nói không hết Tất cả chư Phật đều nói Cũng nói không hết Tại vì sao nói không hết vậy Tự tánh là vô tận Tướng mà tự tánh hiện là Vô tận tác dụng mà tự tánh khởi là vô tận Thế làm sao có thể nói hết được chứ Cho nên Phật Pháp phải nói đơn giản mới dễ dàng Như thị mà thôi Là nói xong rồi Thầy đã nói xong rồi Nói kỹ 49 năm cũng chỉ nói một giọt nước trong biển lớn mà thôi Cho nên Thấy tánh là thấy như lai thấy như lai chính là thấy tánh nhược trước ư tướng Tắt sợ kiến nãy thì ứng thân chi tướng phi pháp thân chi thể hà năng vì chi kiến như lai giả nếu chấp tướng chấp tướng là nhìn thấy thân tướng của phật Thích Ca Ni Phật năm xưa thị hiện Kim thân sáu trượng 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Các bạn thấy là cái tướng này Cái này gọi là tướng ứng thân Ứng hóa thân Chưa kiến tánh Tánh là pháp thân Pháp thân chính là tự tánh Bạn chưa thể nhìn thấy tự tánh. Ở trên thân tướng. Chưa thể nhìn thấy pháp thân của Phật ở trên ứng thân của Phật. Các vị nếu biết nhìn thấy pháp thân của Phật chính là nhìn thấy pháp thân của mình, bởi vì pháp thân là chung. Pháp thân là tự tánh. Tuyệt đối không phải nói tôi nhìn thấy pháp thân của Phật rồi, mà pháp thân của mình ở đâu thì không biết là không có đạo lý này. Thấy một cái là thấy tất cả, tất cả mọi chúng sanh, pháp thân của hữu tình và vô tình toàn bộ nhìn thấy. Cái gọi là pháp thân thanh tịnh. Trong kinh Hoa Nghiêm, cái đại biểu cho pháp thân là Tỳ Lô Giá Na. Thì lô Gia na là tiếng phạn ý nghĩa là khắp tất cả chỗ pháp thân là ngay trước mắt trong kinh Đăng nghiêm nói lục căn môn đầu phóng quang động địa đây là hình dung là ngay trước mắt chúng ta là ngay bên tai chúng ta tại sao bạn không nhìn thấy vậy bởi vì bạn có vọng tưởng chấp trước chướng ngại rồi lìa khỏi tất cả vọng tưởng chấp trước liền nhìn thấy ngay tại vì sao vẫn không chịu đem vọng tưởng xả bỏ phu điều khó nhất là ở chỗ này. Xả bỏ vọng tưởng. Sự việc này bất kỳ người nào cũng không thể giúp được. Phật Bồ Tát không thể giúp chúng ta đem vọng tưởng xả bỏ, không được. Nhất định phải tự mình chịu buông xả mới được. Bản thân không chịu buông xả thì ai không thể giúp được bạn? Cho nên Phật chỉ có thể đem những chân tướng sự thật này Nói rõ ràng cho chúng ta Đạo lý nói rõ ràng Còn buông xả là việc của mình Thành Phật là việc của mình Cho nên Phật nói Phật không độ chúng sanh Bạn thành Phật là bạn tự mình thành Phật Bạn thành Bồ Tát là bạn tự mình thành Bồ Tát Phật không thể giúp được phật chỉ có thể ở bên cạnh khuyên bạn là bạn phải tự mình đi làm đừng là bạn tự mình đi phật có thể chỉ đường mà thôi nhưng mà phật không thể đi giúp cho bạn được phật chỉ rõ ràng đi nữa mà bản thân bạn không chịu đi thì cũng vô ích các vị cần suy nghĩ thật kỹ đạo lý ở trong đây Cho nên mảy may chấp tướng Là không thể kiến tánh Đây là Phật ở chỗ này hỏi Có thể dùng 32 tướng mà thấy như lai không? Cái ý này hay nói cách khác Có thể từ trên tướng thấy tánh hay không? Cái ý này là ở chỗ này Thật ra Phật hỏi rất hay Tôn giả đáp cũng rất tuyệt Ý nghĩa trả lời Cũng vô cùng tuyệt diệu Nói cho chúng ta biết Không thể chấp tướng Mà thấy như lai Phải lìa tướng Lìa tướng cái tướng đó chính là như lai tướng chính là tánh Mấu chốt là ở chấp và không chấp Chúng ta xem chú dạy dưới đây 32 tướng cũng là duyên sanh Đã là duyên sanh Như thế hay nói cách khác Nó cái hiện tướng này Cũng là tướng tiếp nối tướng Sát na 900 lần sanh diệt là tướng tương tục Cũng là cái tính chất này Cũng là không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Không có gì khác so với mọi sắc tướng khác Đương thể tức không Hữu tức phi hữu Cho nên nói Tức không phải tướng ấy gọi là 32 tướng Nói thật ra đây là kiến tánh rồi Đã đã triệt để sáng tỏ rồi Nhưng mà con người phàm phu có chấp trước Nên làm ra cái hình ảnh này cho phàm phu thấy Để giúp đỡ chúng ta Gợi ý cho chúng ta Để chúng ta từ trong đây mà lĩnh ngộ Tam thập nhị tướng Bác thập chủng hảo thì ứng hóa thân sở hiện như phật báo thân tất bất chỉ thử số sở dị thân hữu vô lượng tướng tướng hữu vô lượng hảo giả chúng ta nhìn thấy trong kinh hoa nghiêm nhìn thấy trong kinh quán vô lượng thọ nhìn thấy báo thân của phật báo thân của phật thật sự không phải 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Như thế tướng ảo từ đâu mà có vậy Là biến hiện một cách rất tự nhiên Tướng của báo thân Là sự hiển hiện Viên mãn của tánh đức Ngài là tốt như vậy Không phải tôi muốn làm như vậy Không phải từ trong ý thức sanh ra Cho nên có rất nhiều người Xem thấy kinh di đà Xem thấy kinh vô lượng thọ Xanh phản cảm Nơi thế giới tiên phương cực lạc Tốt đẹp như vậy Đó chính là Hoàn toàn ở nơi đó Mê hoặc người E rằng không phải là thật Cung điện đều là bảy báo Vàng là để đắp đường Sống đời sống xa xỉ như vậy Học Phật không thể học khổ hạnh Bạn cái này là hoàn toàn đang hưởng phước Đây là thật khó tin Họ khởi phân biệt chấp trước nhiều như vậy Họ không biết Cái hiện tướng thế giới cực lạc đó Cùng cái hiện tướng của thế giới hoa tạng Của Phật Tỳ Lô Giá Na trong Kinh Hoa Nghiêm Đều là tánh đức tự nhiên biến hiện ra không có một mảy may tạo tác Không có một mảy may ý thức ở trong đó Tự nhiên biến hiện Người ở trong đó Hoàn toàn cũng không có nghĩ đến hưởng thụ Cái ý nghĩ này không có Vẫn còn cái ý nghĩ tôi muốn hưởng thụ Thế chẳng phải khởi tâm động niệm rồi sao Khởi tâm động niệm là phạm phu Tâm địa của người là thanh tịnh hoàn toàn không có ý nghĩ nói là tôi ở đây hưởng phước không có phàm phu các bạn ở đó thọ tội cũng không có tuyệt đối không có cái ý nghĩ này họ thấy mười pháp giới mười pháp giới có hay không có họ đều nhìn thấy họ trụ nhất chân pháp giới nhìn mười pháp giới mười pháp giới cũng là nhất chân pháp giới Đây đúng là cái gọi là Mắt Phật nhìn tất cả chúng sanh đều là Phật Phạm Phu nhìn tất cả chư Phật đều là Phạm Phu Lời này quả không sai Đến khi nào bạn thành Phật vậy Bạn nhìn thấy tất cả mọi chúng sanh Ai nấy đều thành Phật rồi thì bạn thành phật rồi bạn nhìn thấy người này là người xấu người kia không phải là phật bạn quyết định chưa có thành phật các vị phải biết người thiện thấy mọi người đều là người thiện người ác thấy mọi người đều là người ác bạn cần xóa lại thật tỉ mỉ phải kiểm điểm thật nghiêm túc thấy người này không phải là người tốt là mình không phải là người tốt nên thấy người ta không phải là người tốt Cho nên phải hồi quan phản chiếu Nghĩ lại chính mình không được Phải cố gắng thật tu Tu giống như Đại sư Huệ Năng đã nói Nếu người chân chánh tu hành Không thấy lỗi thế gian Người thế gian làm thiện làm ác Có biết rõ hay không? Biết rõ Nếu như không biết rõ Bạn chẳng phải biến thành người ngu rồi sao? Người ngu không phải Phật Bồ Tát Thế là sao vừa biết rõ Như bình đẳng vậy Chúng ta là dùng một cái thí dụ để nói Thí dụ tấm gương Tấm gương chiếu cảnh giới bên ngoài Bạn thấy người cảnh giới bên ngoài Tốt xấu đều ở trong đó Nó hoàn toàn không phải không có tốt xấu Có tốt xấu, quả thật có tốt xấu có thiện ác Tất cả đều có Tấm gương có phân biệt hay không? Không có phân biệt Không có phân biệt chính là bình đẳng Chúng ta dùng tâm Cần giống như tấm gương vậy Biết rất rõ ràng Biết rất sáng tỏ Mà tâm địa thanh tịnh bình đẳng Nhìn tất cả chúng sanh đều là bình đẳng Cái hiện tướng đó Không bình đẳng là gì của họ Tâm của họ không bình đẳng nên tướng hiện không bình đẳng tâm ta bình đẳng thì ở trong tâm ta thấy đều bình đẳng vì thì mới tương đối cận kề với nhất chân với như lai một chút đây là công phu đây là tu hành chân chánh mọi người nên nhớ kỹ tu hành chân chánh hoàn toàn không phải mỗi ngày lại mấy trăm lại mỗi ngày niệm mấy ngàn tiếng phật hiệu mỗi ngày đọc mấy quyển kinh không phải vậy đó gọi là giả giờ làm bộ thế thì chẳng giúp ích gì phải luân hồi như thế nào Vẫn phải luân hồi như thế đó Phải sinh tử như thế nào Vẫn phải sinh tử như thế đó Học Phật phải chuyển tâm Phải chuyển cảnh giới Phải ở trên đây Làm công phu chân thật Điều này nhất định phải biết Cho nên mới biết Đến khi bản thân công đức viên mãn viên mãn cái gì vậy một cái niệm ác cũng không còn không những niệm ác không còn mà niệm thiện cũng không còn tâm điểm mới thanh tịnh trong tâm thanh tịnh vốn không có vật này chân giả đúng sai tà chánh cái gì cũng không có rất sạch sẽ từ trong cái tánh đức này xuất hiện ra báo thân gọi là viên mãn báo thân cái báo thân đó là vô lượng tướng tưởng có vô lượng vẻ đẹp đây cũng là lời mà đại sư huệ năng đã nói nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ nó không phải đến từ bên ngoài Y chánh tra nghiêm Đều là vốn sẵn đầy đủ Đại thiên thế giới 32 tướng Hai đoạn này Hai đoạn kinh văn này Hợp chung lại xem Thì diệu nghĩa vô cùng Các vị có thể thể hội được một chút không? Tôi nói ra điểm này Nếu các vị lĩnh hội thật kỹ Thì có lẽ có thể thể hội được một vài phần Quả thật sự là Diệu nghĩa vô cùng Quả năng ư thử Tất tâm thể hội Khả ư bát nhã yếu chỉ Hoáng nhiên động nhiên giả Phật ở trên kinh này mọi lúc mọi nơi nhắc nhở chúng ta thọ trì độc tụng bốn câu kệ bốn câu kệ này là bất kỳ bốn câu kệ nào bất kỳ bốn câu kệ nào cũng là trùng trùng diệu nghĩa không có cùng tận Kinh Kim Càng nếu không giảng được như vậy Không lĩnh hội như vậy Thì thật sự là cô phụ thế tôn Cô phụ sự phiên dịch của Đại sư La Thập Cô phụ sự truyền thừa của Địch Đại Tổ Sư Đại Đức Truyền trao Từng đời từng đời như vậy Truyền đến trên tay chúng ta rồi hạ minh kỳ nghĩa Ý nghĩa Diệu nghĩa vô cùng Là những ý nghĩa gì vậy? Dưới đây nói một chút cho bạn Ước chúng sanh Vĩ minh Dự vào phương diện Chúng sanh này để nói rõ. Thế giới chung vi trần cảnh. Cái thế giới này có thể giải thích là hoàn cảnh vật chất. Chúng ta sinh tồn ở trong cái hoàn cảnh vật chất của thế gian này. thủ trước thì tâm không thanh tịnh ở trong hoàn cảnh vật chất nếu bạn thủ nếu bạn chấp trước thì tâm của bạn sẽ không thanh tịnh ý của thủ là có cầu tôi muốn cầu thí dụ hoàn cảnh đời sống vật chất của chúng ta luôn luôn muốn cải thiện luôn luôn muốn nâng cao phẩm chất đời sống có cái ý nghĩ này hơn nữa vẫn không ngừng tạo tác nghĩ phương pháp để cầu được bạn có thể cầu được không vậy không thể nếu như thật sự bạn cầu được thì tất cả chư phật đều phải bái bạn làm thầy bạn phi thường rồi tại vì sao bạn phi thường vậy bạn đem định luật nhân quả lật đổ rồi chư phật mười phương đều không có cách gì lật đổ được định luật nhân quả bạn có thể lật đổ được định luật nhân quả thế thì quá siêu định luật nhân quả là gì vậy sự hưởng thụ vật chất trong đời sống của con người do trong số mạng định sẵn vật nước hạt cơm đều do tiền định trong số mạng không có bạn đến đâu để cầu đây bạn làm sao có thể cầu được trong số mạng có thì không cầu cũng có việc gì phải khởi vọng tưởng việc gì phải cầu chứ cho nên cái đạo lý sự thật đơn giản này nếu bạn thật sự thấu triệt sáng tỏ rồi thì tâm của bạn liền thanh tịnh ngay các bạn thấy Liễu Phạm Tướng Huấn Liễu Phạm Tướng Huấn gần đây lưu hành rất nhiều Mọi người các bạn rất phát tâm in ấn Cái này rất tốt Chúng ta học Phật Học Phật công phu không đắc lực Nó thật ra là do không hiểu cái đạo lý căn bản này Hàng ngày khởi vọng tưởng lo được lo mất tiên sinh liễu phàm được tiên sinh khổng chấm tử vi thể được chấm ra rồi chấm rất chuẩn xác một năm lãnh bao nhiêu đấu gạo của nhà nước một chút cũng không sai ông tin rồi cho nên cái tâm phan duyên này của ông Thấy đều buông xả có thể ngồi ở trong thiền đường được ba ngày ba đêm cùng với thiền sư dân cốc mà không khởi một cái ý nghĩ thiền sư dân cốc cho rằng ông rất tài giỏi có định công rất sâu liền thịnh giáo với ông ông trả lời ông nói tôi không có công phu gì cả chỉ là số của tôi có định sẵn rồi tôi nghĩ cũng chẳng giải quyết được gì việc gì khởi vọng tưởng dứt khoát không nghĩ nữa Đằng nào đến giờ thì bỗng lộc nó tự đến thôi Đến 53 tuổi là phải chết rồi Không còn gì để nói nữa Cuộc đời đều do số mạng định sẵn rồi Còn cầu mong gì được chứ Thiền sư dân cốc nghe xong liền cười to vốn dĩ cho rằng Ông là thánh nhân Kết quả ông vẫn là một kẻ phàm phu cho nên tiên sinh liễu phạm là một phàm phu tiêu chuẩn chúng ta đều không đủ tiêu chuẩn ông có thể tin ông có thể tiếp nhận cho nên tâm ông thanh tịnh Thế nhưng tâm tuy là thanh tịnh Mà vẫn đọa vào trong vô binh Chưa khai ngộ Không có trí huệ Thiền sư dân cốc chỉ nhìn thấy ông Ông giác ngộ rồi Có ra vận mệnh có thể cải tạo Vận mệnh hoàn toàn ở trong tay của mình Số mạng định sẵn không có phú quý Có thể cầu được phú quý Số mạng định sẵn không có con cái Trong số mạng tiên sinh liễu phạm Định sẵn không có con cái Có thể cầu được con cái Số mạng định sẵn là đoạn mạng Có thể cầu được trường thọ Số mạng của ông định sẵn là 53 tuổi Mà ông sống đến hơn 70 tuổi Đã sống nhiều hơn 20 năm Cho nên phật pháp thừa nhận có vận mệnh nhưng mà phật pháp không thừa nhận thuyết định mệnh mệnh là do mình tạo nên mệnh mình có thể cải tạo chỉ cần bạn hiểu lý luận hiểu phương pháp như lý như pháp là có thể cải tạo vận mệnh sáng tạo vận mệnh nếu bạn thật sự hiểu phật pháp thì giáng sinh thế giới tây phương cực lạc là sáng tạo vận mạng dính hằng vĩnh viễn bất tử cho nên đời này thật sự sanh tử đã dứt rồi viên mãn thành phật cho nên cái tướng này quyết định không được thủ khi hiểu rõ nó là sáng tạo của cái của bạn từ đâu mà có vậy là từ bố thí mà có có người rất có phước báo Tiền tài đến rất dễ dàng Đời sống sống rất tự tại Có người kiếm tiền kiếm rất chất giả Đó là nguyên nhân gì vậy? Có người bố thí rất thoải mái, rất quan hỷ Thì quả báo của họ sẽ đến rất tốt Có người tuy là bố thí Thấy người ta bố thí cũng bố thí theo Mà bố thí ra giống như là cắt thịt vậy Rất đau khổ, lại hối hận cho nên tương lai có thể được giàu có không vậy được giàu có nhưng có rất khó khăn nhưng quả báo ứng không mảy may sai chạy tại vì sao bạn không làm cho thật thoải mái chứ tại vì sao phải khó khăn như vậy chứ thí ra được khó khăn thì có được cũng khó khăn nếu như bạn hiểu được cái đạo lý này bạn sẽ biết làm như thế nào rồi Bất luận làm việc gì Cũng làm thật oan nghĩ Làm thật vui vẻ Thành tâm thành ý mà làm Thì quả báo bất khả tư nghị Nhiệt tâm làm Chủ động làm Bạn thấy liệu phạm tư huấn Người cái nhà đoạn ác tu thiện Quả báo của ông không cần đến đời sau Sau năm ba năm đã hiện tiền rồi Quả thật là nhanh Nhanh vô cùng Cái thời đại này Người thật sự chịu tu Tôi tin rằng Sự nhanh chóng của quả báo Hơn hẳn tiên sinh liễu phàm Bởi vì hiện nay tu phước báo Hầu như người nào cũng có cơ hội Trước đây Rất nhiều người không có cơ hội Thí dụ tiên sinh liễu phàm Phát nguyện làm một dạng việc tốt việc thiện Một dạng việc thiện Đến đâu để làm gì Ông làm quan quyện Nhìn thấy lão bá tánh Nộp thuế ruộng Thuế đất quá nặng Ông giảm thuế Vì giảm thuế Vì bạn thấy Người toàn quyện Bao nhiêu dạng người Đều được lợi ích Một việc này của ông Là đã viên mãn Một dạng việc thiện kia rồi Cái này không thể nghĩ bạn cho nên bạn không ở cái địa vị đó thì bạn không có cách gì tu hành hiện nay nhờ vào sự phát triển của khoa học kỹ thuật giống như cái đại thiện này hầu như người nào cũng có thể tu ở trong tất cả việc thiện thì in ấn kinh là đại thiện bạn làm một dạng diệt thiện in một dạng bản kinh sách thời buổi hiện nay không khó Bạn làm một dạng cái băng ghi âm Tặng cho người không khó Thật sự thuận tiện hơn nhiều so với trước đây Như thế cái được lợi ích này Là được lợi ích Pháp Cho nên cái công đức đó hơn hẳn tiên sinh liễu phàm Tiên sinh liễu phàm khiến người được lợi ích là tài Là thí tài Chúng ta ngày nay ở cửa Phật là bố thí Pháp Công đức Thủ Thắng Là giống như lời Phật nói trên Kinh Thật sự là vô lượng, vô biên Ước chúng sanh dĩ minh Thế giới chung vi trần cảnh Thủ trước Tắc tâm bất thanh tịnh Tâm bất tịnh Tắc độ bất tịnh Khởi năng liễu sanh tử Xuất luân hồi lần trước Dẫn đến cái chỗ này Ý nghĩa Vẫn chưa có dạng rốt ráo Chúng ta Tiếp tục đem nó Bổ túc thêm Bởi vì Kinh văn nói đến chỗ này Đối với chúng ta dùng công rất quan trọng sở dĩ dùng công không đắc lực nguyên nhân là không buông được nguyên nhân của không buông được là chưa có thấy rõ cũng chính là nói chân tướng của vũ trụ nhân sanh chưa có làm rõ ràng Thật sự rõ rồi Đây chính là thấy rõ rồi Sau khi thấy rõ rồi Thì không cần người khác khuyên chúng ta Một cách tự nhiên là biết buông xả Phật ở trên đoạn kinh văn này Nói cho chúng ta biết vi trần chẳng phải vi trần. Thế giới chẳng phải thế giới. Đến chỗ này tiến thêm một bước nữa, 32 tướng tức chẳng phải 32 tướng. Thật sự đã dùng một câu đem chân tướng của vũ trụ nhân sanh nói rõ cho chúng ta rồi. cẩn dịch viên đạt cư sĩ vọng tây cư sĩ vọng tây cư sĩ a còn gmail com người đọc hạnh quang phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật